Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hôm nay bất ngờ Trung Quốc nổi điên bắn hạ 6 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đông bất chấp bị Mỹ phản đòn quyết liệt. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, Hải quân của Trung Quốc đã bắn hạ 6 tàu sân bay USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ do quá ất ức vì bị các tàu của Hoa Kỳ chèn ép đến đường cùng. Cũng theo tờ báo trích lời của một vị tướng giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, khi phát hiện 6 tàu khu trục cỡ lớn của hạm đội 7 Hoa Kỳ tiến vào vùng Biển Đông, ở đây là tiến sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, Hải quân của Trung Quốc đã phát đi cảnh báo các tàu của Mỹ rằng Hải quân của Mỹ hãy cho rút ngay toàn bộ 6 tàu chiến nói trên ra khỏi vùng biển, ra khỏi giới hạn nguy hiểm cho các đảo nhân tạo và các khu vực quân sự của Trung Quốc ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ khai hỏa. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Hải quân của Trung Quốc, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng tốc đi sát đường biên nguy hiểm trên các căn cứ quân sự mà phía Trung Quốc đang đặt tại các hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài Biển Đông để răn đe cũng như gửi cho Trung Quốc một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Hải quân hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ đập tan các hòn đảo phi pháp này của phía Trung Quốc, nhận thấy sự nguy hiểm sắp ập đến với các khu vực quân sự của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh ngay lập tức đã ra thông báo khẩn cấp rằng Hải quân của Trung Quốc được phép bắn hạ bất kỳ một tàu chiến hạm nào của Mỹ nếu như xâm phạm đến lãnh hải của mình. Ngay sau khi nhận lệnh các tên lửa mà Trung Quốc đặt tại các khu vực quân sự ở trên các đảo nhân tạo, kết hợp cùng đội tàu Hùng Dũng gồm 50 chiếc, bao gồm tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu chiến đấu và có cả tàu sân bay cùng lính thủy đánh bộ và máy bay ném bom, kết hợp với cả tàu ngầm mang ngư lôi đồng loạt khai hỏa vào 6 tàu chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc chiến xảy ra hết sức nguy hiểm và dữ dội do Hải quân của Mỹ có đội hình hơi mỏng và có phần lép vế so với đội hình đông đúc của Hải quân Trung Quốc nên 6 tàu chiến của Mỹ đã bị tàu của Trung Quốc bắn hạ. Tuy nhiên, trong lúc lâm nguy và căng thẳng nhất thì xuất hiện 5 tàu sân bay cỡ lớn của hạm đội Thái Bình Dương xuất hiện cùng với cả máy bay chiến đấu. Máy bay ném bom và lính nhảy dù đã bao vây và phóng tên lửa ầm ầm liên tục hạ gục các tàu của phía Trung Quốc, buộc phía Bắc Kinh phải ra thông báo ngừng bắn và cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi chiến sự nói trên. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, các tàu của Trung Quốc đã có những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Goldman, đã nói về vụ việc trên như sau. Các tàu chiến của Trung Quốc đã tiến hành một loạt các động thái gây hấn trước và mỗi lúc một tăng cao khi các tàu chiến hạm của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ tuần duyên tuần tra trên Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi không xâm phạm vào vùng biển của phía Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đi quanh các đảo nhân tạo được cho là phía Trung Quốc đang có những động thái xây dựng trái phép trên Biển Đông. Thì thật bất ngờ, Hải quân của phía Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu thuyền ra để hăm dọa hạm đội của chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đang đi tuần duyên trong vùng biển Đông Trung của thế giới chứ không đi xâm phạm lãnh hải của phía Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc đã ngay lập tức cho bắn một loạt các tên lửa được cho là từ các đảo nhân tạo và trên tàu của phía Trung Quốc và hạm đội của phía chúng tôi. Ngay sau đó, xung đột xảy ra căng thẳng. Chúng tôi xác nhận rằng cuộc va chạm đó không bị ảnh hưởng gì đến chiến hạm của chúng tôi. Chúng tôi phản bác thông tin từ phía Trung Quốc cho rằng hạm đội của chúng tôi đã bị phía Trung Quốc bắn hạ 6 tàu chiến là hoàn toàn sai trái. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi cuộc đụng độ xảy ra, hạm đội 7 hùng mạnh nhất thế giới của chúng tôi đã ngay lập tức điều thêm tàu sân bay USS và máy bay ném bom cùng lính thủy đánh bộ và lính nhảy dù đến để tiêu diệt hải quân của Trung Quốc. Rất may phía Trung Quốc đã ra thông báo cho rút quân, không thì trận chiến sẽ xảy ra và sẽ khiến ít nhất 10 tàu chiến của Trung Quốc sẽ bị bắn chìm ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, căng thẳng giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ đã xảy ra từ rất lâu rồi và trong thời gian gần đây được đẩy lên cao tới mức cao trào, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden liên tục điều các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay mang tên lửa dẫn đường và máy bay chiến đấu
cũng như các khí tải hiện đại bậc nhất trên thế giới, trực tiếp có mặt dày đặc trên Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh hãy cho dừng ngay những hành động ngỗ ngược và bành trướng vô lý trên Biển Đông đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Đáp lại những lời thách thức trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, mạnh miệng tuyên bố rằng Trung Quốc có toàn quyền trên Biển Đông và hầu hết các tuyến hàng hải ở ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa, đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn với bất kỳ ai, với bất kỳ nước nào có ý định xâm hại đến vùng lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo giới quan sát cho biết, theo lời ông Cảnh Sảng thì toàn bộ chủ quyền ở các hòn đảo lớn bé trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tức giận và muốn Mỹ dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ là hành động cưỡng ép gây hấn. Hành động đó nếu không kiềm chế sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh trên Biển Đông và chúng tôi nhất quyết sẽ không cho Mỹ rời đi một tấc đất, một hòn đá nhỏ trên Biển Đông và chúng tôi sẽ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ đến cùng biển đảo của chúng tôi ngoài Biển Đông. Còn theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho rằng, chúng tôi không bao giờ sợ Trung Quốc, chúng tôi vẫn tiếp tục cho tàu sân bay đi lại trên Biển Đông và sẵn sàng tập trận bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa khi cần thiết. Và nếu như hải quân của phía Trung Quốc ra gây hấn cũng như gây áp lực và làm nguy hại đến hạm đội của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng khai hỏa, nhấn chìm các tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, mặc dù có những xung đột gay gắt giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc, nhưng tàu sân bay của Mỹ vẫn tập trận trên Biển Đông thách thức Trung Quốc. Các chỉ huy quân sự của Mỹ nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tạo nên nền tảng sự ổn định và có quyền tự do đi lại trên Biển Đông, bất chấp sự ngăn cản của phía Trung Quốc. Và cách 200 km ngoài khơi phía tây của Philippines thì chiến đấu cơ của Mỹ gầm rú trên không trung. Tàu USS Ronald Reagan đang tập trận ở ngoài Biển Đông, vùng biển mà tàu chiến Mỹ và Trung Quốc thường xuyên có những va chạm và xung đột để tranh giành vùng biển tập trận của nhau. Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu USS Ronald Reagan đang bị nhiều tàu của Trung Quốc bao vây xung quanh. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc lên tiếng phản đối và cáo buộc Mỹ rằng hải quân Mỹ đang gây hấn với cả phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tham vọng của người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình là chiếm toàn bộ các biển đảo trên Biển Đông. Vì thế, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc bành trướng và ngang ngược trên Biển Đông. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền một cách trái phép trên Biển Đông, trái với cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1992. Đây là lo ngại ngày càng lớn ở Biển Đông, vì Biển Đông là nơi mà có khối lượng thương mại hàng hải trị giá 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài vị trí địa chiến lược quan trọng của quốc tế, Biển Đông còn là nơi trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, Mỹ thường xuyên tập trận trong khu vực, có lúc có sự tham gia của các nước khác để khẳng định quyền tự do hàng hải, cũng như răn đe phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, ngày càng có những lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tại Biển Đông. Các động thái của Trung Quốc từ nhiều năm nay như bồi đắp quân sự hóa trái phép các đảo đá, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò cho đến những tháng gần đây như điều đội tàu Hải Dương 9 xâm phạm vào vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Philippines. Hành động của phía Trung Quốc đã bị cộng đồng của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là trên toàn thế giới phản ánh một cách kịch liệt và trong tương lai, Trung Quốc sẽ còn khuấy động Biển Đông hơn rất nhiều, theo dự đoán của các nhà nghiên cứu cho biết. Và để đáp trả thì mới đây nhất, Mỹ đã đưa vũ khí mạnh bậc nhất tới cảng gần Trung Quốc. Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân USS Nevada ở đảo Guam được cho là gửi thông điệp tới các đối thủ với năng lực vượt trội của Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. USS Nevada, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, hôm 15 tháng 1 đã cập cảng ở đảo Guam. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới đảo Guam của tàu ngầm này kể từ năm 2016 và cũng là chuyến thăm thứ hai kể từ những năm 1980. Chuyến thăm nhằm củng cố hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện năng lực, sự linh hoạt, sẵn sàng và cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết. Tàu ngầm hạt nhân USS Nevada được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu có thể mang 20 tên lửa đạn đạo Trident, hàng chục đầu đạn hạt nhân. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cho phép nó hoạt động liên tục nhiều tháng dưới biển mà không cần nạp năng lượng.
Trung bình, mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển 77 ngày với thủy thủ đoàn khoảng hơn 150 người. Lịch trình của các tàu ngầm hạt nhân trong hạm đội của Hải quân Mỹ thường được giữ bí mật. Sự bí mật xung quanh các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo khiến chúng trở thành thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, bao gồm các tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và các máy bay ném bom có khả năng mang hạt nhân như B-2 và B-52. Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh căng thẳng, leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan cùng với việc Triều Tiên tăng cường các vụ phóng thử tên lửa gần đây, Washington đã công khai hoạt động của tàu ngầm hạt nhân ở Guam, điều mà cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều không thể lường trước. Động thái của Mỹ gửi một thông điệp rằng, dù có chủ ý hay không, chúng tôi có thể đặt hơn 100 đầu đạn hạt nhân trước cửa ngõ của bạn mà bạn thậm chí còn không biết hoặc không thể hành động gì, Thomas Stugart, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết. Chương trình tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, trong khi hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ước tính gồm 6 chiếc của Trung Quốc vẫn lép vế so với Mỹ. Theo phân tích vào năm 2021 của các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc không có năng lực như các tàu của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Tai-094 của Trung Quốc gây tiếng ồn gấp đôi so với tàu ngầm của Mỹ, do vậy dễ bị phát hiện hơn. Ngoài ra, tàu này cũng mang số lượng tên lửa và đầu đạn ít hơn. Giáo sư Alessio Patalano tại Đại học King ở London cho biết bên cạnh thông điệp chính trị, sự hiện diện của US Nevada trong khu vực còn cho thấy một ý nghĩa khác. Sự hiện diện của loại tàu này, nhất là trong các cuộc huấn luyện và tập trận, tạo thêm cơ hội quan trọng để học cách bắt sóng tàu của các nước khác trong khu vực. Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo loại tàu như vậy, còn Trung Quốc đã đưa một số tàu vào hoạt động. Việc Mỹ trau dồi các kỹ năng để săn tìm tàu nước khác cũng quan trọng không kém việc triển khai chúng như một biện pháp răn đe chiến lược, chuyên gia Patalano nói. Gần đây nhất, một tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm Guam là vào năm 2016 với chuyến thăm của tàu USS Pennsylvania. Các nhà phân tích cho rằng căng thẳng trên các khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể từ thời điểm đó và Washington sẽ còn thêm nhiều màn phô diễn sức mạnh quân sự như vậy trong môi trường hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tên mới.